Mặc dù đang là cao điểm mùa khô Tây Nguyên, nhưng khu vườn hơn 13 hecta của gia đình anh Thái Lập Kính tại xã Đắc Rờ Moan, thành phố Sa Nghĩa vẫn xanh tốt. Có được điều này là do hầu hết diện tích đất canh tác của gia đình anh Kính được đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước. Vào mỗi đợt tưới, công việc của anh chỉ là đi kiểm tra đường ống và bật cầu giao điện. Theo anh Kính, mặc dù khu vực sản xuất nông nghiệp không thiếu nước, nhưng để canh tác trên diện tích lớn thì sử dụng hệ thống tưới tự động và tiết kiệm sẽ là giải pháp tối ưu nhất. Với mỗi loại cây trồng, anh sử dụng một phương pháp tưới khác nhau. Tất cả đều được người nông dân này tự thiết kế và thi công để tiết giảm chi phí đầu tư. Làm cái hệ thống tưới mà tiết kiệm nước á, nhất là nó giảm cái nhân công. Mà thứ hai nữa thì cái hiệu quả cái cây nó có độ ẩm mình muốn sử dụng lúc nào thì mình tưới lúc nấy. Nó không có phụ thuộc vào công nhân và không phụ thuộc vào trời đất. Mình nhiều lúc mà muốn bỏ phân mà nó lỡ mưa, mình có hệ thống mình tưới ngay để nó hiệu quả cái cây nó tốt hơn. Nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nước đối với sản xuất nông nghiệp, nên gia đình ông Vũ Văn Tổng tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rờ Lấp đã quyết định đầu tư hệ thống tưới nước phun mưa tại gốc trước khi xuống giống cho vườn sầu riêng của gia đình. Chính vì vậy, mặc dù khu vực canh tác nằm trên đồi cao và xa nguồn nước, nhưng ông Tổng không hề lo lắng về tình trạng khô hạn đang diễn ra. Việc sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm không chỉ giúp nông dân giải được bài toán thiếu nước mà còn mang lại những lợi ích thiết thực khác. Cái tưới bét này là còn đem lại tiện ích như bón phân hòa trong nước thì tôi cũng đương làm. Rõ ràng là mỗi là cái khi tưới nó có cái thùng chứa phân thì mình hòa và phân vào trong đó và mình thả nó trôi theo cái dòng nước thì nó sẽ phân bổ đi rất là đều và hơn nữa là phân được hòa tan đó trong nước, cái cây nó sẽ hấp thụ được liền. Trên địa bàn xã Nhân Cơ thì người dân cũng bắt đầu tiếp cận cái hệ thống tưới nước nhỏ giọt, thì mới đầu đưa vào sử dụng thì cũng thấy hiệu quả rất tốt và giảm bớt chi phí về nhân công và giảm bớt lượng nước tưới phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Nên là hình thức tưới nước nhỏ giọt trên địa bàn xã Nhân Cơ cũng là một triển vọng và cũng là một tương lai rất phù hợp với tình hình hiện tại của biến đổi khí hậu. Nhằm giúp nông dân thay đổi thói quen sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý trong sản xuất nông nghiệp, từ tháng 7 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh đã triển khai xây dựng điểm học tập, mô hình trình diễn trong sản xuất nông nghiệp chống chịu với biến đổi khí hậu thuộc chương trình dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ gắn với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 17 mô hình tưới nước tiết kiệm với quy mô 0,5 hecta trên một mô hình cho 16 xã thuộc 3 huyện Đắk Min, Krông Nô và huyện Chư Rút và một điểm học tập tại thành phố Sa Nghĩa với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, các mô hình này đã phát huy tác dụng rõ rệt, không chỉ làm thay đổi nhận thức của các nông hộ mà năng suất vườn cây cũng tăng hơn 20%, cho hiệu quả kinh tế tăng từ 15 đến 20% so với ban đầu. Với cái mô hình này thì chúng tôi đang tập trung để thứ nhất là để cho bà con biết được cái cách tự nhiên nhỏ giọt tưới tiết kiệm là như thế nào, đồng thời là đây là cái điểm học tập để các bà con xung quanh vùng được tiếp cận và được học hỏi ngay trên cái địa bàn này. Và với một mục tiêu như vậy thì cái mô hình hiện tại đang còn đưa lại một số cái hiệu quả sơ bộ ban đầu, do cái điều kiện kinh tế thì triển khai hơi trễ so với mùa vụ, tuy nhiên chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con để thứ nhất đó là sử dụng được tiết kiệm. Cái thứ hai là sẽ hạn chế được cái việc là sử dụng các cái phân bón hiệu quả hơn khi thông qua cái hệ thống tưới. Lợi ích từ việc tưới nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp là rất rõ, đặc biệt đối với những địa phương thường xuyên xảy ra khô hạn. Tuy nhiên hiện nay nông dân tại Đắk Nông vẫn còn gặp nhiều rào cản về tài chính, khiến việc đầu tư các hệ thống tưới nước tiết kiệm còn nhiều hạn chế. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen canh tác thì cũng cần những cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các nông hộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, ứng phó với khô hạn.